Hội thánh chúng ta cùng bắt đầu để nói về vẻ đẹp của hội thánh Chúa. Chủ đề của cuốn thứ nhất đó là xây dựng hội thánh. Và đây là một điều hết sức quan trọng mà Chúa đã dùng photo để dạy dỗ hội thánh Corinto. Và chúng ta ngày hôm nay mỗi người sẽ cùng nhau ở trong sự đặc để của Chúa, ở trong vị trí mà Chúa ban cho để xây dựng hội thánh của Ngài. Có một câu chuyện vào năm 2000, một nhóm truyền giáo đi trên một chiếc tàu nhỏ để thăm những hòn đảo xa xôi ở Thái Bình Dương. Và mục tiêu của họ là đến những ngôi làng biệt lập để cung cấp thuốc men, thực phẩm và hỗ trợ những người đó, người dân ở tại đó về mặt tinh thần. Tuy nhiên trong chuyến hành trình của họ thì một cơn bão bất ngờ ập đến khiến cho chiếc thuyền của họ mất phương hướng và bị trôi dạt vào một hòn đảo mà họ được họ chưa ghi nhận được ở trên bản đồ. Ngày qua ngày, nhóm những người truyền giáo này đối diện với những khó khăn rất lớn khi họ thiếu nước và thiếu lương thực. Họ đối diện với tình hình rất là nghiêm trọng cho nên họ tìm cách để có thể tìm một ai đó giúp đỡ và cứu giúp cho họ trong hoàn cảnh này. Đi khắp nơi trên hòn đảo và hy vọng tìm được một người nào đó ở trên hòn đảo này và một ngày kia họ đi qua khi bên kia của hòn đảo thì bất ngờ họ tìm được một ngôi làng ẩn sâu ở trong trong rừng gặp một người dân bản địa thì người này đã chỉ họ đến ở phía giữa ngôi làng ở trong khu rừng sau đó nơi đó có một ngôi nhà thờ và khi tìm thấy nhìn thấy ngôi nhà thờ thì lòng họ tràn ngập niềm vui niềm vui không chỉ vì có một ngôi nhà với người dân để tìm sự giúp đỡ nhưng mà ngôi nhà thờ như là một biểu tượng cho biết rằng họ không còn cô đơn và họ đang có được phương cách để có thể cứu giúp cho mình. Và họ đã thật sự được sự cứu giúp của những người ở trong ngôi nhà thờ đó để vượt qua hoàn cảnh khó khăn thiếu nước, thiếu đồ ăn và họ được đưa trở về nhà trong sự an toàn. Hình ảnh ngôi nhà thờ xuất hiện giữa một đảo xa xôi đã mang lại niềm tin và sự hy vọng cho những người lạc lối và mất đi hy vọng. Và đó cũng là sứ mạng của sự tồn tại của hội thánh. Đó cũng là điều mà chúng ta mong ước và cầu nguyện ở trong tầm nhìn của chúng ta về hội thánh của Ngài. Đó là hội thánh là niềm hy vọng để mang đến hy vọng cho cộng đồng, cho xã hội, cho thành phố, cho đất nước và cho thế giới này. Và chúng ta sẽ cùng đến với phần kinh thánh hôm nay để học về điều mà Phaolô dạy về điều đẹp đẽ mà hội thánh Chúa khi được Chúa thiết lập và mỗi chúng ta có thể nhìn thấy để biết ơn và cùng nhau xây dựng phát triển hội thánh của Ngài. Chúng ta nói một chút về hội thánh tại Corinto. Đây là hội thánh mà Phaolô thành lập khi ông phục vụ Chúa ở trong chuyến hành trình truyền giáo lần thứ hai. Ông dành thời gian ở tại Corinto độ khoảng 18 tháng. Corinto là một thành phố rất là chiến lược ở trong đế quốc La Mã là một thủ phủ thuộc tỉnh Achai nằm ở phía nam của Hy Lạp. Ở đây là trung tâm kinh tế và trung tâm của tôn giáo. Nơi đây có những đền thờ tà thần chịu ảnh hưởng sâu sắc bởi triết học Hy Lạp. Một thành phố giàu có, sầm uất thịnh vượng nhưng cũng là nơi đầy dễ những sự gian ác và xấu xa. Hội thánh tại Corinto hiện tại thì đối diện với năng đề lớn đó là những sự chia rẽ, đó là đời sống vô lương của tín hữu đó là sự mất trật tự ở trong giờ nhóm lại cho nên trong chiến hành trình truyền giáo thứ ba khi ở tại epheso thì Phaolô đã gửi bức thư cho hội thánh corinto và bức thư thứ nhất này để bày tỏ về thông điệp sự khiển trách và sửa trị dạy dỗ hội thánh của chúa về lẽ thật chân lý và giúp cho hội thánh của chúa được mạnh mẽ để có thể phát triển càng hơn trong những ngày đến và đó là mục đích mà chúng ta có thể tìm thấy trong thư Côn tôn này. Chúng ta đã đến phần đầu tiên của Côn thứ nhất, đoạn thứ 1 từ câu 1 cho đến câu 9. Và chúng ta học với nhau với đề tài là Hội Thánh Đức Chúa Trời với ba điều mà Chúa làm cho Hội Thánh của Chúa. Đây là ba đặc ân Chúa ban cho Hội Thánh. Một điều đã xảy ra ở trong quá khứ, một điều đang xảy ra trong hiện tại và một điều Chúa đảm bảo sẽ xảy ra trong tương lai và trong những ngày cuối cùng. Chúng ta sẽ cùng học với nhau. Chúng ta đến với câu 1. Phaolô nói rằng bởi ý định của Đức Chúa Trời được kêu gọi làm sứ đồ của Đấng Christ Jesus cùng với Sothen anh em chúng ta. Đó là lời chào thăm, lời giới thiệu của Phaolô là tác giả của thư tín này cùng với một người anh em có tên là Sothen. Và chúng ta biết Sothen đây là một người cũng được đề cập đến công vụ trong công vụ đồng 18 khi mà Phaolô mở hội thánh Chúa tại Corinto thì Sothen là một viên quản lý nhà hội cũng đã tin nhận Chúa Giêsu. Phaolô nói về việc là ông được kêu gọi bởi ý định của Chúa để làm sứ đồ. Đây luôn là đặc ân mà Chúa ban cho ông, trách nhiệm Chúa giao cho ông để có thể rao giảng tin lành khắp nơi để mở mang hội thánh của Ngài. Đó là bởi ý định của Đức Chúa Trời. Đó là bởi sự kêu gọi mà Chúa ban cho để ông được dự phần ở trong công việc tốt đẹp này. Và ông nói về độc giả đó là kính gửi hội thánh Đức Chúa Trời tại Cô và những người đã được thánh hóa trong đấng Christ Jesus được gọi là thánh đồ cùng với tất cả những người ở khắp nơi, khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Đức Chúa Jesus Christ. Hội thánh Đức Chúa Trời tại Corinto. Và chúng ta dừng lại ở đây để suy nghĩ một cách sâu sắc về điều Phaolô đang đề cập đến. Hội thánh Đức Chúa Trời tại Corinto. Người Corinto lúc bấy giờ là một cái thành phố nổi tiếng và người chúng cũng được nổi tiếng trên thế giới. Họ được nổi tiếng bởi sự tiệc tùng, say xỉn và đạo đức tình dục buông tuồng Họ có một cái thuật ngữ trên thế giới thời đó để dùng mô tả về người Corinto. Đó là thuật ngữ Corinthia Zomai. Có nghĩa là hãy sống như người Corinto. Corinthia Zomai, hãy sống như người Corinto. Đây là nghĩa đen của từ này nhưng mà ý nghĩa thật sự của cụm từ này nó có nghĩa là hãy sống một cách thoải mái hãy sống một cách phóng đảng, buông thả như người Corinto hãy cứ tận hưởng tự do theo cách của sự băng hoại của đạo đức của tình dục buông tuồng như cách mà người ở tại Corinto đang làm đó là một thành phố rất gian ác và đồi bại ở trong đời sống tình dục trong mối liên hệ của họ ở trong xã hội và khi Phaolô nói rằng ông gửi bức thư này cho hội thánh Đức Chúa Trời tại Corinto thì chúng ta thấy rằng đây là một điều mà Phó Lô muốn bày tỏ về vị trí mà Chúa đặt để hội thánh của Ngài ở giữa thành phố đó. Hội thánh Đức Chúa Trời là một điều tốt đẹp ở Corinto là một thành phố trị lạc. Nó có một sự đối lập giữa hội thánh Chúa và thành phố và điều then chốt, điều quan trọng đó là hội thánh có đang được Chúa dùng để ảnh hưởng đến cộng đồng, đến thành phố hay là thành phố đang len lõi, đang sắp nhập vào ở trong hội thánh Chúa. Hội thánh Đức Chúa Trời tại Corinto. Cũng giống như cách Chúa đặt để chúng ta hội thánh nguồn sáng ở tại thành phố Hồ Chí Minh này, trên đất nước này. Và chúng ta rất, là mong ước và cầu nguyện là xin Chúa sử dụng hội thánh để sống phúc âm, để ảnh hưởng cộng đồng. Để chúng ta có thể sống bày tỏ về sự sáng của Chúa là muối của đất, là ánh sáng của thế gian để không bị thế gian này tiêm nhiễm và thâm nhập vào trong hội thánh giữa và sống Cơ đốc nhân của chúng ta, nhưng ngược lại chúng ta là những người tác động và ảnh hưởng tích cực cho danh Chúa để bày tỏ về Chúa cho mọi người. Ở giữa một nơi của sự băng hoại và sa sút về đạo đức, xin Chúa dùng hội thánh của Ngài là nguồn sáng để chiếu sáng, ánh sáng soi đường cho những ai đang ở trong sự tối tăm. Như tại Corinto, hội thánh của Chúa cần phải được dấy lên và chiếu sáng với địa vị Chúa ban cho để đem hy vọng, để đem sự biến đổi cho một cộng đồng đang buông thả và phóng đảng ở trong đời sống của mình. Đó luôn là thiết kế, đó luôn là ý định của Đức Chúa Trời. Và luôn nói rằng, đây là những người đã được thánh hóa trong đấng Christ Jesus được gọi là thánh đồ. Hội thánh của Chúa là những người được thánh hóa trong Đấng Christ Jesus được gọi là thánh đồ. Vì sao hội thánh của Chúa có thể biến đổi cộng đồng? lấy năng lực nào mà hội thánh của Chúa có thể đem đến những giải pháp cho cộng đồng trong một cộng đồng với nhiều những nan đề và tội ác như vậy? Bởi vì hội thánh của Chúa được thánh hóa. Đó là điều đầu tiên mà tôi muốn đề cập đến với hội thánh của Chúa khi nói về vẻ đẹp của hội thánh của Chúa. Đặc ân Chúa ban cho hội thánh của Chúa đó là hội thánh của Chúa được thánh hóa ở trong Chúa Giêsu được gọi là thánh đồ được biến đổi ở trong Chúa điều Chúa đã làm cho chúng ta Đức Chúa trời đã biệt riêng tín hữu Corinto ra khỏi thế gian tội lỗi ra khỏi thành phố băng hoại đó và hợp nhất họ với Đấng Christ để họ có thể trở thành thuộc riêng về Chúa Hội thánh là được gọi riêng ra, là những người được gọi riêng ra, biệt riêng ra để thuộc riêng về Chúa, được Ngài biến đổi, được Ngài thánh hóa và thánh của chúa có bất ngờ khi chúng ta đọc cụm từ là được gọi là thánh đồ những người tại Cô-đôn-tô được gọi là thánh đồ và chúng ta đọc thư Cô-đôn-tô rồi chúng ta sẽ biết rằng tín hữu tại Cô-đôn-tô họ có một đời sống rất là tệ hại họ sống vô lương họ sống bậy bạ lắm và họ có rất nhiều năng đề trong vòng hội thánh của chúa mà đến là Phaolô đã khiển trách một cách rất là nặng nề nhưng mà ở đây chúng ta thấy Phaolô bắt đầu thư tín này ông nói như thế nào được gọi là thánh đồ và chúng ta hãy làm một cái sự tra xét nữa trong đời sống của chúng ta mỗi người. Trong suy nghĩ, trong lời nói, trong cách sống của chúng ta. Chúng ta có thấy trong tiêu chuẩn của đời sống mình như thế nào? Chúng ta có thấy mình sống xứng đáng để được gọi là thánh đồ không? Nhưng mà thật sự ở đây Kinh Thánh nói rằng Hội Thánh tín hữu tại Cô Tô được gọi là thánh đồ. Mà không chỉ tại Cô Tô, ông nói tại Cô Lô ông nói tại Epheso. Ông nói tại những bức thư khác, ông nói rằng thánh đồ. Những người thuộc riêng về Chúa và những người thánh chúng ta ngày hôm nay ông nói rằng không phải chỉ người tại Toronto mà tất cả những người ở khắp mọi nơi đang kêu cầu danh Chúa chúng ta là Jesus Christ tôi và anh chị em mỗi người những người đang kêu cầu danh Chúa được gọi là thánh đồ nếu mình nói về một người thánh này là một thánh nhân ở trong xã hội thì người ta nói rằng đó là một người phải sống một đời sống hoàn hảo lắm họ phải có rất nhiều những việc thiện lành họ làm đóng góp cho cộng đồng chúng ta dùng cái từ này để nói về một số bậc thánh hiền như là khổng tử như là lão tử hay là như một vài vị nào đó mà sống một đời có ảnh hưởng sâu rộng ở trên cộng đồng đúng không với một đời sống thiện lành đóng góp nhiều nhưng mà ngày hôm nay lời Chúa định nghĩa chúng ta những người ở trong chúa Jesus thì được gọi là thánh đồ như hãy chắc chắn chúng ta cũng có một đời sống được trải nghiệm là là đời sống hoàn hảo ở trước mặt Chúa là đời sống làm rất nhiều những việc tốt đẹp để đem đến ảnh hưởng tốt đẹp cho cộng đồng, cho những người chung quanh. Đời sống được tha thứ hết mọi tội và làm rất nhiều việc tốt lành. Mà không phải là chúng ta làm, mà là ai? Là Chúa Giêsu đã làm cho chúng ta. Đây là việc đã xảy ra trong quá khứ Khi Chúa Giêsu ngày chết cho chúng ta Ngày sống lại cho chúng ta Thì chúng ta ở trong Chúa Giêsu Chúng ta được gọi là thánh đồ Những người kêu cầu danh Chúa chúng ta Là Chúa Giêsu Christ Những người tin nhận Ngài ở trong Chúa Ở trong mối liên hệ Ở trong sự hợp nhất với Đức Chúa Trời Qua Chúa Giêsu được gọi là những người thánh đồ của Ngài Bởi vì sao? Bởi vì mọi tội của chúng ta Chúa đã gánh thay Chúa gánh thay chúng ta trở thành những người vô tội và những công việc tốt đẹp mà Chúa Giêsu đã làm sự vân phục trọn vẹn khi ngài sống cuộc đời trọn vẹn trên đất này đã được ban cho chúng ta để ngài khoác trên chúng ta chiếc áo tròn công chính. Chúng ta được tha thứ hết mọi tội và chúng ta được mặc lấy những việc công chính tốt đẹp hoàn hảo mà chính Chúa Giêsu đã làm. Đó là lý do vì sao tôi và hội thánh những người ở trong Chúa Giêsu được gọi là thánh đồ. Đó là lý do vì sao mà những cơ đốc nhân tại Corinto có một đời sống rất là nhiều nan đề. Họ cũng được gọi là thánh đồ. Đó là ân điển mà Chúa ban cho chúng ta ở trong Chúa Giêsu là một điều phước hạnh vô cùng mà chỉ những người trong Chúa mới được ở trong địa vị cao trọng này, địa vị lớn lao mà Chúa ban cho, địa vị được làm thánh đồ ở trước mặt Ngài. Đây là sự ban cho của Chúa và điều Ngài đã làm cho chúng ta trong Chúa Giêsu. Nhưng mà hành trình sống nên thánh mỗi một ngày là điều mà chúng ta cần phải theo đuổi để sống đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Câu số 3. Phaolô có lời cầu nguyện đó là cầu xin Đức Chúa Trời cha chúng ta là và Chúa là Chúa Jesus Christ ban ân điển và bình an cho anh em. Chắc hẳn chúng ta cũng cần lời cầu nguyện này và Phaolô luôn luôn có lời cầu nguyện này, lời chào thăm này dành cho các hội thánh của Chúa khi ông gửi bức thư đó là xin ân điển và bình an ở với anh em. Chúng ta đang cần ân điển bình an ở trong hoàn cảnh này không từ hội thánh của Chúa. Chắc hẳn những đồng bào của chúng ta, những hội thánh Chúa, những tín hữu tại miền Bắc đang rất cần ân điển và bình an của Chúa. Trước khi đến buổi nhóm ngày hôm nay thì tôi có nhắn tin cho những anh em, những người tôi biết, những người hội vị Chúa để nhắn gửi cho những hội thánh Chúa tại những vùng đang chịu thiệt hại nặng nề rằng chúng ta cũng đang cầu nguyện cho họ, hội thánh nguồn sáng đang cầu nguyện cho họ và xin ân điển bình an của Chúa ở với anh em những người đang đối diện với những mất mát rất lớn. Và cảm ơn Chúa vì chúng ta có Chúa Giêsu và ở nơi Ngài mỗi người chúng ta trong bất cứ hoàn cảnh nào, trong bất cứ những cái khó khăn, thách thức nào trong đời sống của chúng ta, chúng ta luôn có thể tìm được ân điển bình an mà chính Chúa Ngài hứa ban cho chúng ta. Chúng ta đến phần thứ hai. Điều thứ hai là điều mà Chúa đang làm cho chúng ta Cho hội thánh của Chúa trong hiện tại Đó là được ban ơn Câu số 4, Phan Lô nói rằng Tôi luôn vì anh em cảm tạ Đức Chúa Trời Bởi ân điển Ngài đã ban cho anh em trong đấng Christ Jesus Phan Lô dân lời cảm ơn Chúa vì hội thánh tại Corinto Và ông nói rằng cảm ơn Chúa vì ân điển ngài ban cho anh em trong đấng Christ Jesus. Vì ân điển Chúa ban cho hội thánh của Chúa. Và anh em ở trong follow nói hội thánh của Chúa ở đây là anh em được phong phú. Anh em được phong phú trong câu năm về mọi phương diện cả lời nói lẫn trí thức. Hội thánh của Chúa tại Cô-đơn-tô được Chúa ban cho ân tứ một cách rất là đầy tràn đến nỗi là họ được phong phú về mọi phương diện được Chúa ban cho ân tứ dạy đầy ở trong hội thánh Chúa cả trong lời nói lẫn tri thức. Hội thánh tại Corinto được ảnh hưởng bởi văn hóa Hy Lạp và họ đề cao đến cái gọi là tri thức, đề cao đến sự khôn ngoan. Và đây Phaolô nói rằng anh em đã có đầy đủ mọi sự phong phú về mọi phương diện cả trong lời nói lẫn tri thức. Câu số 6 như lời làm chứng về đấng Christ cũng đã được xác lập trong anh em hay là lời chứng về công tác của Chúa Giêsu cũng được bày tỏ trong anh em đó là công tác của tinh lành đang hành động ở giữa vòng hội thánh của Chúa tại Corinto được xác lập, được bày tỏ, được đảm bảo, được nhìn thấy một cách rất rõ ràng ở giữa vòng anh em. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn đang ban cho hội thánh của ngài khắp mọi nơi, Chúa ban ân điển của Chúa một cách đầy tràn ở trên hội thánh của Chúa. Và Chúa ban cho hội thánh tại Toronto cũng như cho hội thánh chúng ta ngày hôm nay để chúng ta được phong phú về mọi phương diện. Và chúng ta nhìn thấy và trải nghiệm và chứng thực và xác nhận hay là xác lập nhìn thấy công việc của Chúa Giêsu được bày tỏ giữa vòng hội thánh ngài. Và chúng ta cảm ơn Chúa khi hành trình của hội thánh Chúa chúng ta chuẩn bị cảm ơn Chúa vì những năm đã qua 14 năm Chúa ban cho hội thánh Chúa từ ngày thành lập. Chúng ta thấy rằng chúng ta có thể nói rằng lời chứng về công tác của Chúa được xác lập giữa vòng hội thánh nguồn sáng của chúng ta. cái từng giai đoạn, khi từng những cái thời kỳ Chúa hành động, Chúa mở ra, Chúa ban ơn và Chúa đổ phước xuống dư dật trên hội thánh. Có những nan đề, có những thách thức nhưng mà chúng ta luôn nhờ ơn Chúa để vượt qua, để tấn tới càng hơn. Ở trong câu số 7, Phaolô nói rằng để anh em không thiếu bất cứ ân tứ thuộc linh nào. Ở trong lúc chờ đợi hiện ra của Chúa chúng ta, là Đức Chúa Jesus Christ. Hội thánh của Chúa được ban cho ân tứ phong phú về mọi phương diện, đầy dẫy những ân tứ trong hội thánh của Chúa để phục vụ Ngài. Và đây follow của nó là để anh em không thiếu, không thiếu bất cứ một ân tứ nào. Và thứ hội thánh của Chúa, chúng ta phải hiểu điều này. Đó là khi Chúa Ngài đang tể trị, đang dẫn dắt, đang chăm nom hội thánh của Ngài, thì chúng ta luôn có đủ, luôn có đủ vì có Chúa là chủ. Chúa ở giữa hội thánh, Chúa đi, Chúa chăm sóc, Chúa ngài ở với và ngài thể trị hội thánh của ngài thì chúng ta luôn có đủ những gì chúng ta cần. Phaolô nói rằng anh em không thiếu một ân tứ thuộc linh nào cả, anh em luôn có đầy đủ tất cả mọi sự vì Chúa đang ở giữa anh em, hội thánh của Đức Chúa Trời sẽ luôn luôn có đầy đủ những gì cần có để thực hiện sứ mạng mà Chúa giao cho, không thiếu thốn điều gì cả. Thì viên em ba lời Chúa nói như thế nào? Đức Giê-hô-va là đấng chăn giữ tôi, tôi chẳng thiếu thốn gì, thế là, đức chúa và đơn dân như tôi, tôi có tất cả những gì tôi cần. và hội thánh chúa cảm ơn chúa vì chúng ta luôn có đủ, vì có chúa làm chủ, chúa vẫn tế trì, chúa vẫn chăm nom, mắt ngài vẫn dõi theo để gìn giữ ban ơn. và trong hành trình tiếp theo thì sao? chúa vẫn sẽ cung ứng đầy đủ cho hội thánh của ngài, về con người, về nguồn lực, về tất cả những gì chúng ta cần, đức chúa trời sẽ mở ra và sẽ ban ơn cho chúng ta. Ở trong ngày ngày qua chúng tôi đang nói về công tác mở mang hội thánh học về lớp học mở mang hội thánh của LBS lớp học thứ hai và rất nhiều những khải tượng rất nhiều những mong ước được được dâng lên cho Chúa được lập lên để cầu nguyện về những vùng đất mới hiện tại chúng ta có bốn cánh đồng mới mà Chúa đang mở ra cho chúng ta và chúng ta hỏi rằng liệu chúng ta có thiếu không chúng ta có đủ nhân lực chưa chúng ta có đủ nguồn lực chưa thì chúng ta biết rằng hiện tại chúng ta không có đủ nhưng mà chúng ta bước tới thì chúng ta luôn luôn có đủ vì Chúa là chủ. Có những đơn vị, có những anh em đã liên lạc để nói rằng họ muốn sẵn sàng đi cùng để hỗ trợ, để cùng với chúng ta trong những công tác trong thời gian đến. Và chúng tôi cảm ơn Chúa vì Chúa vẫn đang tể trị để cung ứng đầy đủ cho hội thánh ngài để chúng ta không thiếu bất cứ điều tốt lành nào. Phaolô nói điều đó cho hội thánh tại Kuru Tô Đó là anh em không thiếu ân tứ thuộc linh nào trong lúc chờ đợi ngày hiện ra của Chúa chúng ta là Chúa Giêsu. Trong lúc chờ lời Chúa Giêsu tái lâm, Chúa sẽ cung ứng đầy đủ cho hội thánh ngài về ân tứ, về con người, về tất cả nguồn lực để thực hiện sứ mạng Chúa giao cho. Như vậy hội thánh của Chúa tại Cô-đơn-tô là một hội thánh được Chúa ban ơn và được Chúa ban ơn một cách đầy dẫy, được ơn phong phú và không thiếu thốn bất cứ điều tốt lành nào. Nhưng mà chúng ta thấy một điều đó là gì? hội thánh cô Tô có rất nhiều ân tứ chúa cho nhưng mà lại là một hội thánh có đầy dậy những nàng đẹp à bắt đầu thư tín này follow cảm ơn chúa về hội thánh khi chúa ban cho hội thánh nhiều ân tứ nhưng mà chúng ta biết đọc những phân đoạn tiếp theo chúng ta sẽ thấy rằng hội thánh này có quá nhiều những sự chia rẽ trong hội thánh chia bè chia phái người theo follow người theo apollo rồi người theo sefa vân vân rồi họ có những vấn đề trong giữa vòng tín hữu khi kiện cáo nhau. Rồi họ có sự lộn xộn, họ chứng tỏ mình thuộc linh người có ân tứ này, người có ân tứ kia. Khi nhóm lại thì giờ nhóm rất là rối rắm, không có trật tự gì cả. Rồi giữa vòng đời sống của tín hữu thì là vô luân sống một cách trái ngược với đạo đức và luân thường. Ở đây là một hội thánh có nhiều ân tứ nhưng lại nhiều nan đề. Chú ban ân tứ để dùng cho Chúa và chúng ta cầu nguyện để xin Chúa cho chúng ta càng được Chúa ban ơn thì chúng ta càng sử dụng ân tứ đó cho công việc nhà ngài. Ân tứ Chúa cho phải được dùng cho Chúa. Còn nếu không dùng cho Chúa thì trật mục đích và không đem đến ích lợi gì cả. Và thậm chí là nó vô ích, thậm chí là còn gây ra sự kiêu căng để chứng tỏ mình giữa vòng tín hữu như là hội thánh tại Corinto. Họ muốn chứng minh mình là thuộc linh hơn... Họ muốn chứng minh mình có ân tứ nhiều hơn... Họ muốn chứng minh là họ có khả năng làm việc này việc kia... Và cái đó xào xáo trong hội thánh của Chúa... Mục sư Spurgeon đã nói như thế này... Ân tứ chẳng là gì cả... Trừ khi chúng được đặt trên bàn thờ của Đức Chúa Trời... Chẳng là gì khi có tài ăn nói... Chẳng là gì khi có năng lực hùng biện... Chẳng là gì khi có học thức... Chẳng là gì khi có ảnh hưởng... Trừ khi tất cả đều được dâng hiến cho Đức Chúa Trời và tặng hiến để phục vụ Ngài. Ân tứ Chúa cho phải được dùng cho Chúa, còn nếu không được dùng cho Chúa mà dùng cho mình vì ích kỷ, vì để chứng minh thì nó chẳng là gì cả. Vô ích, thậm chí nó còn gây ra những hiểm họa cho đời sống cá nhân của người đó vì tự kiêu căng và nghĩ rằng mình có thể làm được điều này, điều kia, điều nọ. Flo nói điều đó trong Cô-đinh nhất đoạn 13, chúng ta sẽ học. Ông nói rằng dù tôi có thể nói tiếng loài người thiên sứ là, là nhưng không có tình yêu thương thì như cồng chiếu len cồng chiên keo lên hay là chập chọa vang tiếng có thể nói ơn tiên tri cùng biết mọi sự màu nhiệm cũng mọi sự hay biết nhưng chẳng có ích lợi gì cả nếu thiếu đi tình yêu thương nếu thiếu đi điều để phục vụ chúa phục vụ hội thánh của ngài phục vụ thân thể của chúa thì tất cả những việc đó có ân tứ hay là có khả năng hay làm việc này việc nọ nó cũng chỉ là vô ích mà thôi và xin chúa giữ chúng ta để chúng ta luôn biết rằng chúa ban ơn để chúng ta phục vụ và chúng ta cần dâng thân để phục vụ cho mục đích cho kế hoạch và sự ban cho khác nhau là bởi ý của chúa và tất cả chúng ta đều được chúa dùng để phục vụ cho mục đích của ngài và điều thứ ba điều mà chúa sẽ làm cho hội thánh ở trong tương lai và trong ngày kết cục một ân ban nữa chúa dành cho hội thánh của chúa đó là gì đó là Phaolô nói trong câu số 8 rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng. Hội thánh của Chúa được thánh hóa trong quá khứ với địa vị nên thánh mà Chúa ban cho trong Chúa Giêsu. Hội thánh được ban ơn trong hiện tại để có thể phục vụ cho mục đích và kế hoạch của Đức Chúa Trời. Và hội thánh của Chúa được đảm bảo ở trong tương lai và trong kết cục của hội thánh Ngài. Và Phaolô đầy sự tin quyết về tương lai, về kết cục mà Chúa làm cho hội thánh của Chúa tại Cô-đơn-tô Ông nói rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em bền vững cho đến cuối cùng. Vì sao Phô có một sự tự tin lớn như vậy? Vì sao ông tự tin rằng hội thánh Cô-đơn-tô sẽ bền vững cho đến cuối cùng khi mà trước mắt ông là ông phải xử lý rất nhiều vấn đề rất nhiều vấn đề lớn và khó đang xảy ra giữa vòng hội thánh của Chúa. Vì ông biết rằng Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em. Chúa sẽ giữ niềm tin và sự quả quyết follow không đặt để bởi vì hội thánh có một cơ chế quá tốt bởi vì tín hữu đang rất là mạnh mẽ nóng cháy bởi vì ân tứ Chúa ban cho hội thánh Chúa đã làm được việc này việc kia cho cộng đồng vân vân. Nhưng mà ông tin quyết và sự đảm bảo về tương lai của hội thánh Chúa là vì Đức Chúa Trời sẽ giữ anh em. Cũng giống như yuđa trong câu 24 mà chúng ta thường đi nhắc đi nhắc lại là cầu nguyện đó là cầu xin đấng có quyền năng giữ anh em khỏi vấp ngã và khiến anh em đứng trước vinh quang của Ngài một cách không tì vết và vui mừng. Chúa sẽ giữ hội thánh của Ngài. Hội thánh Đức Chúa Trời. Không phải hội thánh của một cá nhân, của một tổ chức của con người. Và khi là hội thánh của Đức Chúa Trời thì Chúa là đấng sẽ giữ hội thánh Ngài bền vững cho đến cuối cùng. Phaolô nói như thế nào? Để không bị khiển trách trong ngày của Chúa chúng ta là Chúa Jesus Christ, Chúa sẽ giữ, Chúa sẽ chăm nom mắt, Chúa sẽ dõi theo để nâng đỡ, để ban ơn, để khiển trách, để sửa trị, để giữ gìn hội thánh, tinh luyện hội thánh, thanh tẩy hội thánh cho đến ngày Chúa Jesus Christ hiện ra. Và đó cũng là điều đảm bảo mà chúng ta có cho hội thánh của chúng ta, thưa hội thánh. Sự đảm bảo của chúng ta vững tin đấy, chúng ta không phải ở trong cơ chế, Ở trong hệ thống ở trong cá nhân, ở trong nguồn lực, ở trong tài lực của chúng ta đâu. Chúng ta có sự đảm bảo và vững tin đó là gì? Đức Chúa Trời sẽ giữ hội thánh Ngài. Tin quyết nơi Chúa và tình yêu ân điển của Ngài dành cho hội thánh của Chúa và lời hứa không đổi dời của Chúa rằng Chúa sẽ giữ hội thánh của Chúa cho đến ngày Chúa Jesus Christ hiện ra. Câu số 9. Đức Chúa Trời là thành tín. Đức Chúa Trời đã thành tín, Ngài đã gọi nêm em vào sự tương giao với con Ngài là Chúa Jesus Christ Chúa chúng ta. Chính Chúa đã gọi anh em vào trong mối tương giao đó và trong Cornelia vào trong cái sự thông công vào trong mối liên hệ với Chúa Giêsu chính ngài là đấng thành tín sẽ giữ anh em chính Chúa sẽ giữ hội thánh của Chúa giữ chúng ta mỗi người ở trong Chúa Giêsu và những người thuộc về ngài thì ngài sẽ không bỏ ngài sẽ cứ yêu cho đến cuối cùng chúa nói như vậy những người ở trong Chúa thì ngài sẽ cứ giữ người đó cho đến ngày cuối cùng Chúa là thành tín, Ngài đã đã gọi anh vào sự tương giao với con Ngài Và đó là lý do Phaolô tự tin Phaolô vững quyết Vững tin vào tương lai của hội thánh Chúa Tại Corinto Và cho đến ngày cuối cùng Chúa sẽ giữ hội thánh của Ngài Vì Chúa là thành tín. Cảm ơn Chúa vì ân điện Chúa ban cho hội thánh Chúa thánh hóa hội thánh trong quá khứ Chúa ban ơn cho hội thánh, ban ân tứ cho hội thánh trong hiện tại để thực hiện chức vụ và sứ mạng Chúa giao cho. Chúa có một sự đảm bảo vững chắc cho hội thánh rằng Ngài sẽ giữ gìn hội thánh, Ngài sẽ bảo vệ hội thánh và Ngài là thành tín để thực hiện tất cả mọi điều đó. Và chúng ta chú ý trong mỗi một câu của từ câu 1 cho đến câu 9, 10 câu kinh thánh này. chúng ta thấy rằng nhắc đi nhắc lại về Chúa Giêsu. Chúa Giêsu 11 lần nhắc lại về Chúa Giêsu ở trong những câu kinh thánh này để như muốn cho hội thánh của Chúa biết rằng Chúa Giêsu chính là trung tâm của hội thánh ngài. Và mắt chúng ta cần phải luôn luôn chăm xem Chúa Giêsu, nhìn lên ngài, nhìn xem Chúa Giêsu là cội rễ và cuối cùng của đức tin. Đừng rời mắt khỏi Chúa, phải để cho Chúa tể trị, để Chúa chăm nom, để Chúa dình giữ để Chúa ban ơn ở trên hội thánh của ngài. Chúa đi giữa hội thánh của ngài. Chúa chăm nom hội thánh của Ngài và Ngài sẽ được tôn vinh ở trong hội thánh của Chúa. Và xin Chúa Giêsu cũng sẽ là trung tâm của hội thánh của chúng ta. Xin mắt chúng ta cứ chăm xem lên Ngài, đừng rời mắt khỏi Ngài. Trong đợi nơi ân điện của Chúa, trong đợi nơi công tác của Ngài khi Chúa đi giữa chăm nom, Chúa ban phước và Ngài đấng duy nhất được tôn vinh giữa vòng hội thánh Ngài. Và chúng ta sẽ nhìn lên Chúa, chúng ta sẽ trông mong ân điện của Ngài. Chúng ta tin cậy Chúa, trong những điều Chúa đang làm và những điều Chúa sẽ làm. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài thánh hóa Hội Thánh. Chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài đang ban ơn cho Hội Thánh. Và chúng ta cảm ơn Chúa vì Ngài có sự đảm bảo vững chắc cho Hội Thánh Ngài. Chúng ta trông mong ơn ban để vững vàng bước tới. Trông mong ơn ban vững vàng bước tới. Xin Chúa đặt để sự mong ước này, khao khát này cho mỗi chúng ta. Cứ tiếp tục trông, cứ tiếp tục mong nơi ơn của Chúa ban cho ân trí cao của ngài ban ơn cho hội thánh để làm mạnh mẽ hội thánh và chính vì ơn ban của Chúa chúng ta sẽ vững vàng để bước tới xin mời chúng ta cùng đứng lên thanh cùng hát với tôi bài hát này